Ok, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Wedding Gang Official. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị và các bạn cái cách chúng ta tiếp tục học thêm phần từ vựng mới và học về cái cách làm sao để chúng ta đọc, phát âm, ghi nhớ một cách chính xác và đủ ha. Rồi, chúng ta đã trải qua 11 bài và nếu như chúng ta luyện tập thường xuyên á thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để chúng ta đọc được rồi. Nói lên rồi chúng ta nhìn một từ chúng ta biết được luôn là cái cách đọc như thế nào. Và nếu có những từ nào mà chúng ta cảm thấy chưa chắc chắn thì chúng ta chỉ cần tra một xíu thôi là chúng ta sẽ đọc được ngay, không có hề có khó khăn gì, đúng không ạ? Thì cái quan trọng nhất là cái sự luyện tập của chúng ta. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ đi tiếp với các anh chị là 20 cái phần từ mới của bài số 20 của bài số 12. Và cái bài số 12 này thì cái từ đầu tiên muốn chia sẻ với tất cả các anh chị đó là cái từ alone. Cái từ alone là một cái từ là gì ạ? Cũng một vài những anh chị hay đọc sai, cái đọc là gì ạ? Alone hay là gì đó, đúng không ạ? Thì nó bị chạy âm ha. Nó đọc là cái âm đầu tiên là âm schwa sao, âm thứ hai là long o và nhớ là âm n ở cuối. Và mình đọc là alone, alone. Ok. If someone is alone, they are not with another person. Yeah. The boy wanted to be alone to think. Đó, đúng không ạ? Thì cái nghĩa là gì? Cái nghĩa là của cái từ này tức là giống như kiểu ở một mình đó, ở một mình hay là cô đơn đó, đúng không? The boy muốn ở một mình để mà suy nghĩ, đúng không nhỉ? Cái cậu con trai đó. Rồi thì chúng ta có thể dịch theo là ở một mình ha, khi mà chúng ta không ở với ai cả. Đấy, thì đấy gọi là alone. Apartment là cái từ chúng ta có thể có ba âm tiết. Thì âm đầu tiên là âm schwa sao, âm thứ hai là special ad và âm r. Và âm thứ ba là âm schwa sao, chúng ta đọc là ant, đúng không ạ? Và chúng ta nhớ apartment thì âm thi đó chúng ta ngắt ha, âm thi ở giữa chúng ta ngắt đấy, ở cuối chúng ta bật ra. An apartment is a set of rooms in a building where people live. She has a nice apartment. Thì cái từ apartment này thì nó nghĩa là giống như là cái chung cư của chúng ta, đúng không ạ? Thì cô ta đang có một cái chung cư rất là đẹp ở trong thành phố, đúng không ạ? Rồi từ article. Article thì cái âm này chúng ta thấy rằng cái âm đầu tiên á là các bạn để ý đó là âm special a và đi với cái âm r, arc, r, đúng nhỉ? Tick là âm short i, âm call chúng ta đưa cái âm l lên trên, article, đúng không ạ? Nhớ là đừng quên cái âm l nha. Article. An article is a story in a newspaper or magazine. Did you read the article in the newspaper about the soccer game? Đúng không ạ? Thì cái này nó giống như là những cái là một cái câu chuyện ở trong, tức là cái câu chuyện ở trong những cái bài tạp chí, đúng không ạ? Những cái bài tạp chí hoặc là những cái tin tức á, đúng không ạ? Đấy. Bạn có thường đọc những cái bài viết, đúng không ạ? Ở trong những cái tờ báo về game, về thể thao không á, về bóng đá không, đúng không ạ? Thì đấy, cái từ article á, nó là một cái câu chuyện nào đó ở trong, là một cái bài viết ở trong cái bài báo hoặc là một cái tạp chí của mình á, article ha. Rồi cái từ artist nghĩa là gì ạ? Chúng ta thấy có hai cái âm tiết ở đây, đầu tiên là cái âm special a, art đó, và hai là âm artist, artist. Nhớ đừng quên âm s gì nhé, âm s gì ở gần cuối đó. S, đọc là đó, artist. An artist is a person who paints, draws or makes sculptures. He went to Paris to become an artist. Thì cái từ này có nghĩa là gì ạ? Nó là một cái, là một cái người nào đó mà họ thích sơn, thích vẽ hay là thích điêu khắc đó, đúng không ạ? Thì cái câu ở dưới là gì? He went to Paris to become an artist. Anh ta đã đến cái thành phố Paris để trở thành một cái người họa sĩ, đúng không nhỉ? Artist. Từ tiếp theo ta có là attitude. Thì cái từ này nghĩa là someone's attitude is the way they feel or think. John has a bad attitude. He's always angry, tức là giống như là một cái thái độ ha, cái thái độ của một cái người nào đó. Thì John thì đã có một cái thái độ rất là xấu, đúng không nhỉ? Và một cái hành vi, một cái anh ta thì cảm thấy gì ạ? Cái thái độ của anh ta thì luôn luôn là rất là giận dữ, angry ha. Rồi compare âm đầu tiên âm schwa sao, âm thứ hai là air ha. To compare means to say how the things are the same and different.
Air cats and dogs, you'll see that they are both good pets. Thì chúng ta thấy là từ compare này nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta, nó là cái động từ á, chúng ta nói về cái sự khác nhau hoặc là giống nhau giữa hai cái vật thể thì được gọi là the compare. If thì nếu như mà bạn gì ạ, so sánh giữa con chó và con mèo với nhau thì bạn đã thấy rằng chúng, cả hai chúng đều là những con vật nuôi trong nhà ha. Từ church. Rồi cái từ church, to church something is to say if it is good or bad. Tức là gì ạ? Âm này là cái âm short u, church, và đừng quên cái âm g, âm e đó thì nó âm j nha. The boy was going to church. How his mother's turkey taste, giống như kiểu là church này là chúng ta đánh giá ha, đánh giá cậu bé này thì đang đã đánh giá thì đang xem là đó, đúng không ạ, xem là cái hương vị của cái con turkey là cái con gà tây á, mẹ của anh ấy thì sẽ như thế nào, của anh ấy thì sẽ như thế nào, đúng không? Cái kiểm tra cái hương vị, đánh giá cái hương vị của nó như thế nào ha. Từ magazine, magazine là cấm short đây là né, âm sao sao g, và thứ hai là âm short là zin. Magazine, a magazine is a regular publication, publication with news, stories and articles. Đó. Tức là từ magazine này chúng ta có thể hiểu giống như là gì ạ? Là một cái thông tin mà thường xuyên đó, chúng ta thấy á. Thì trong này chúng ta có thể dịch nó là magazine, tức là những cái cuốn tạp chí ha. She likes to read fashion magazines. Cô ta rất là thích những cái tạp chí về thời trang. Material, m âm swa này, m tear âm ear tear real. Material, a material is what is used to make something. Brick is good. Tức là gì ạ? Cái từ material này thì thường là những cái mà được sử dụng để tạo ra những cái khác. Thế nên được gọi là những cái vật liệu, những cái nguyên liệu vật liệu. Gạch là một cái vật liệu để cho cái việc mà chúng ta xây được những cái ngôi nhà. Mill là long y các bạn nhé. Mill là chúng ta đọc là mill, chúng ta đưa cái L lên trên. Mill, a meal is a time when food is eaten like breakfast, lunch or dinner. Breakfast is my favorite meal because I enjoy breakfast foods. Tức là gì ạ? Một cái bữa ăn sáng là một cái bữa ăn rất là ưa thích của tôi, bởi vì là tôi có thể thưởng thức những cái đồ ăn, những cái thực phẩm vào buổi sáng. Rồi, từ method, cái từ method chúng ta nhớ là cái âm short y nè, mé âm đọc giống chữ e ha. Third thì cái âm thứ hai là âm schwa sound, và đây chúng ta để ý cái âm th ra để lưỡi hàm răng ha. Method, a method is a way to do something, là cái cách mà chúng ta làm một cái điều gì đó. One method to remember things is to tie a string around your finger. Là một cái cách để mà chúng ta ghi nhớ những cái điều khác, đó là buộc những cái chuỗi hoặc là buộc những cái dây vào xung quanh cái tay của mình, okay? Xung quanh cái ngón tay của mình. Neighbor, a neighbor is a person who lives near you. Okay. I like my neighbor because because he's very friendly. Tôi rất là thích cái người hàng xóm, cái neighbor ha. Because, bởi vì là anh ta rất là thân thiện. Neighbor là cái người mà sống cạnh mình thì thường mình sẽ gọi là hàng xóm ha. Là một cái nào á. Rồi, professional. Professional thì cái âm đầu tiên này chúng ta có đó là cái âm schwa sao, âm ờ, pro. Hai là âm fast là cái âm short y đọc giống chữ e, và profession âm sờ nặng nhé. Professional. If something is a professional, it deals with work that uses special skills. Okay. Nếu như một cái vật, nếu như cái điều gì đó thì được gọi là it's professional. Thì tức là nó làm, tức là những cái kỹ, những tức là nói lên những cái công việc mà sử dụng những kỹ năng đặc biệt, đúng không nhỉ? If you want to be a pilot, you must have professional training. Nếu như bạn muốn trở thành một người phi công, đúng không nhỉ, thì bạn cần phải trở thành cái người đào tạo rất là đẳng cấp, đó, chuyên nghiệp. Đó. Rồi, thì bạn phải được đào tạo ấy, chuyên nghiệp đó các bạn. Rồi, profit, cái từ này chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Profit, đó. Profit, đó. Profit. Sorry các bạn, cái này đọc là gì ạ? Cái từ pro âm o nha. Profit. A profit is the extra money you make when you sell something. I make a small profit from selling my old clothes.
đó khi mà chúng ta bán đi thì chúng ta được cái profit đó. I made, tức là gì, tôi đã kiếm được một cái lợi nhuận từ cái việc mà bán những cái bộ quần áo cũ của mình. Ok, chúng ta có tiếp theo đó là từ quality ha. The quality of something is how good it is, là cái từ qua này, âm o này, âm o ha, âm thứ hai là âm xoa l, và âm thứ ba là âm long e. Quality, the quality of something is how good it is, tức là gì, cái chất lượng của một cái điều gì đó ha, xem là nó tốt hay xấu thì chúng ta thường nói nó đánh giá là cái chất lượng ha. Nó có từ top quality ha. The quality of his car is very good, tức là gì, cái chất liệu hay là cái chất lượng, tức là cái giá trị, quality tức là cái giá trị, cái chất lượng của cái chúng ta dịch là giống như kiểu là gì ạ, cái of his car, the quality of his car, tức là cái xe này giống như cái xe rất là bền á, rất là tốt á, chất lượng của cái xe này rất là tốt. Shape là long A ha. Shape, a shape is a simple form like a square or circle. The triangle is my favorite shape. Từ shape này thì nó là một cái hình dáng, hình dạng. The triangle là một cái hình tam giác, là một cái hình mà tôi rất là ưa thích. Space, long A các bạn nhé, và cuối cùng là messy đó. A space is an empty area. I don't have much space for things in my small house. Tôi không có nhiều cái khoảng cách cho mọi thứ ở trong cái ngôi nhà của nhỏ của mình. Đấy, tức là không còn nhiều cái khoảng trống nữa. Rồi, stare, cái từ âm này âm er nha. Stare. Stairs are the things that are used to go up in a building. Okay, tức là gì, giống như là những cái cầu thang của mình á. You can take the stairs to the second floor. Tức là bạn có thể bước lên những cái bậc cầu thang để mà lên trên tầng 2 nha. The symbol, âm sợ ai để xiếm, âm thứ hai là âm số 1 ha. Symbol, a symbol is a thing that stands for something else. This symbol tells us that how cannot smoke in this area. Tức là gì ạ? Cái ký hiệu này thì đã nói cho chúng tôi biết rằng là chúng ta không được phép hút thuốc ở trong khu vực này. Đó là cái ký hiệu ha. Rồi thin, if someone or something is thin, they are not fat. Tức là gì ạ? The man was thin because he didn't eat much. Là giống như là chúng ta gầy á, hay là trong miền Nam gọi là ốm ha. Cái người đàn ông đó thì gầy đúng nha, bởi vì là anh ta đã không có ăn nhiều, ăn không ăn khỏe, không ăn nhiều ạ. Rồi thì đây là những cái phần từ mới cho các bạn trong bài số 12 này, thì chúng ta ôn tập lại, luyện tập lại, đọc lại và tra thêm nhé để chúng ta nhớ. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, và nếu như chúng ta thấy rằng cái video này hữu ích giúp cho các bạn một cái điều gì đó, thì đừng quên là đăng ký cái kênh để chúng ta nhận được thêm những video mới hơn, và chúng ta có thể chia sẻ nó cho nhiều người hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần video tiếp theo. Xin chào và